Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình quay cho các bạn xem cái cách mà để mình tháo bình xăng cũng như là lọc gió rồi buri xe Z900 để mình có thể là tự làm, tự thay thế những cái vấn đề đó ở nhà, không cần phải đi ra tới ngoài tiệm, ngoài hãng. Tại vì có rất nhiều bạn thì nhà ở xa cũng không có điều kiện để mình có thời gian để mình chạy lên tới những cái trung tâm, những cái chỗ mà để người ta có thể sửa chữa, cho nên là những cái này thì mình có thể là tự xử lý ở nhà cũng được, không cần phải đi xa nha. Đầu tiên á thì mình tháo bình xăng ra, thì tháo bình xăng ra thì mình sẽ tháo ở những cái phần mà ốp đó, như các bạn thấy ở phía trước mấy bên tay trái của màn hình đó là những cái miếng ốp. Chúng ta tháo hết hai bên ốp đây nè, các bạn có thể nhìn thấy video clip, các bạn thấy tháo hết tất cả các ốp đó ra xong rồi đó, mình sẽ tiến hành tháo bình xăng. Thì tháo bình xăng này thì chúng ta sẽ tháo cái phần mà lưu ý đầu tiên đó là cái cách mà tháo cái bình xăng ra. Ở đây là nó có cái ống bằng bằng nhôm dẫn lên bình xăng và cắm vào đây. Thì để mà chúng ta có thể là rút nó ra được và lấy bình xăng ra thì chúng ta sẽ kéo cái chốt màu đỏ này đi từ ở ở phía dưới nè. Chúng ta sẽ là nắm, nó có hai chốt bấu ở đây, chúng ta sẽ mở nó ra và đẩy nó lên giống như trong hình các bạn đang xem đây. Đó. Rồi chúng ta sẽ tháo cái dắt điện bơm xăng ở ngay vị trí này. Thì các bạn sẽ nhấn xuống như vậy. Này các bạn nhấn xuống như vậy rồi các bạn sẽ rút cái dắt đó ra, nó sẽ dính chung với cái bình xăng. Rồi chúng ta sẽ khiêng cái bình xăng ra ngoài. Và để tháo được cái bình xăng ra ngoài thì nó còn dính được cái này, cái hai cái ống này. Thì hai cái ống này có rất là nhiều bạn khi mà tháo á thì hỏi với mình là ở sao tháo không được. Thì các bạn sẽ lấy con vít dẹp á, lúc mà nó dính vô bình xăng vậy nè. Các bạn tháo cái đai giữ nó ra rồi. Các bạn sẽ lấy cái vít dẹp các bạn này, từ từ nó bung ra phân nữa, các bạn sẽ kéo, nó sẽ rất là lẹ và nhẹ. Nó không có cứng giống như các bạn để nguyên bằng kéo là không có kéo nổi. Đó. Đối với cái ống mà bên đây cũng như vậy luôn. Rồi chúng ta sẽ tháo được cái bình xăng ra. Thì khi mà tháo bình xăng ra thì các bạn sẽ không thấy là nó trống lóc như vậy mà nó còn sẽ dính cái hộp lọc gió nữa. Thì cái hộp lọc gió này mà chúng ta để tháo được á thì chúng ta sẽ ở phía nó sẽ trùm lên ở phía dưới của cái hộp gió, nó sẽ có cái ống, nó sẽ trùm lên đây và nó có cái đai. Cứ mỗi một cái là sẽ có một cái đai. Nó sẽ có bốn cái đai thì chúng ta sẽ tháo nới lỏng cái củ dê của bốn cái đai này ra. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái hộp lọc gió. Thì lấy hộp lọc gió ra thì nó còn sẽ có một cái sợi dây dính, là cái này là cái đầu tiên. Cái này. Và cái ống hông hơi. Đây cái ống hông hơi thì mình đã tháo ra rồi. Cái ống hông hơi này á, thì nó sẽ có một đầu ở đây, một đầu nó sẽ gắn lên trên cái bầu lọc gió ở ngay vị trí này. Chúng ta chỉ cần tháo cái ống ở ngay chỗ cái bầu lọc gió thôi, không cần phải tháo ngay đây. Nhưng mà do mình thay buri cho nên là nó vướng, mình phải tháo ra luôn. Thì mình mới vừa gắn buri trở lại. Nó mới vừa thay bốn cái buri khác nữa. Do mình order được hàng NGK Indium Laser, hàng buri xịn từ Nhật về. Cho nên là cứ khoảng 10.000 cây là mình thay buri một lần. Mặc dù là cái buri này có thể chạy tới khoảng 50-60.000 cây. Và đây là buri mình mới vừa lấy ra từ xe. Buri có mã là CR9EIA9. Đây là mã buri của Z900, dòng buri cao cấp nhất của NGK. Đó, các bạn thấy là cái đầu buri của mình là nó có cái màu đỏ gạch nè, đó, màu đỏ gạch. Màu đỏ gạch tượng trưng cho là cái xe của mình là nó đủ xăng đủ gió, không có bị dư xăng hiếu xăng hay là dư gió hiếu gió gì cả. Đó. Các bạn lưu ý là những cái buri này chúng ta mà làm rớt nó rồi chúng ta gắn vào xe thì chạy sẽ không có được ngon nha. Đó. Khi mà các bạn đang thay buri mà lỡ rớt xuống đất thì các bạn phải bỏ cái buri đó. Tại vì nó bị bể ở bên trong, chúng ta không thể thấy được. Ở bên ngoài thì thấy bình thường nhưng bên trong nó bị bể cái ruột rồi. Cho nên là điện cực của nó sẽ không còn ngon nữa. Những cái dòng mà xe bốn máy thì nó sẽ có bốn cái buri như vậy. Đó. Tùy theo hãng thì người ta có thể là buri của hãng Sport, hoặc là buri của hãng Denso, buri của hãng NGK. Đó. Bốn buri của mình, cái đầu đều hiển thị chất lượng mà xăng gió ổn định. Và bây giờ là tới cái phần mà cái hộp lọc gió mình sẽ tháo ra, mình vệ sinh hoặc là mình thay hộp lọc gió. Ở xung quanh đây nó có những cái con ốc nè. Đó.
Khi mà chúng ta tháo ra được rồi thì nó sẽ tháo cái nắp này ra, chúng ta sẽ có bao nhiêu đây con ốc. Các bạn lưu ý là ở khoảng giữa này, cái lỗ này nó có một con ốc nữa nha. Khi mà các bạn tháo hết cái dòng này rồi, các bạn sẽ tháo con ốc bên trong này mới lấy ra được. Và lưu ý là cái hộp này nó, cái đai ốc nó làm bằng nhựa, cho nên các bạn dặn phải cẩn thận và sẽ siết đều lực tất cả, hoặc là mình tháo cũng đều lực tất cả. Lưu ý là đừng bao giờ mở hết con này xong mà mở tiếp tới con kia, rồi mở tiếp hết từ từ là nó sẽ hư cái răng nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý cái vấn đề này. Đối với xe nào thì cũng vậy thôi. Đây là cái lọc gió mình đi được tầm khoảng 10.000 cây. Thì từ lúc khoảng 8.000 cây là mình đã hai lọc gió rồi. Và hôm nay là 18.000. Đó. Đây là cái bề mặt mà hút gió lên. Còn đây cái phía này là nó để hút gió vô trong máy. Đây, cái phần này là để người ta hút gió vô trong máy nè các bạn. Đó. Cái lọc gió thì nó sẽ nằm ở cái vị trí như vậy. Đó, nằm ở vị trí như vậy. Đó. Thì khi mà nó nằm ở vị trí như vậy á, thì gió sạch từ ở dưới này, nó sẽ từ dưới này nó sẽ đi lên, hút vô hai cái ống này, hút vô hai cái ống này và đi xuống dưới cái máy của mình. Đó. Nó sẽ giúp cho động cơ mình hoạt động được. Đó. Và ở phía dưới này là cái phần mà lấy gió. Đây, khi mà cái hộp lọc gió chúng ta chưa có tháo ra thì nó giống như vậy nè. Hai cái lỗ ở mé trên này là hai cái lỗ mà hút gió mà để xuống. Đây, mình sẽ tháo ra cho các bạn coi. Đó, nó lấy gió xuống dưới cái hộp đó. Nó lấy gió xuống dưới đây nè. Đây, các bạn thấy là hai cái lỗ lủng này. Gió nó sẽ đi xuống dưới. Gió đi xuống dưới nó sẽ lòn lên. Lòn lên đây. Lòn lên cái vị trí lưới nè. Đó, lòn lên vị trí lưới trắng này. Và sẽ có cái không khí sạch nó sẽ đi vô xuống dưới cái máy của mình qua đó. Đó là cơ chế của cái lọc gió của Z900. Để tháo chiếc xe này ra thì thật sự thì không khó. Bạn nào mà đang sử dụng dòng Z900 này hoặc là những cái dòng xe khác thì chúng ta có thể là tháo ra từ từ. Các bạn lưu ý là những cái xe đó, xe nào thì người ta làm ra thì mình cũng tháo được chứ không phải là không tháo được. Nhưng mà do mình lần đầu tiên mình tháo á, ví dụ như là xe các bạn mà lần đầu tiên các bạn tháo thì mình sẽ hơi khó tí xíu. Mình sẽ để ý những cái điểm nào mình cần tháo trước và những điểm nào cần tháo sau. Ốc thì các bạn sẽ để theo cái vị trí. Nếu như mà các bạn không nhớ được, các bạn sẽ có thể là lấy miếng giấy ra ghi. Và mình sẽ để cái con ốc ở ngay vị trí đó để tí xíu mình sẽ gắn lại. Hoặc là mình sẽ để trực tiếp lên trên cái dàn áo của mình luôn. Con ốc nào ra con ốc đó thì tí xíu nữa các bạn ráp lên nó sẽ không có bị lộn. Đó. Bất cứ xe nào thì mình cũng phải làm như vậy. Thì khi mà các bạn mà tháo chiếc xe lần đầu tiên thì các bạn sẽ hơi bị khó khăn tí. Nhưng mà về những lần sau thì các bạn sẽ thấy nó đơn giản hơn rất là nhiều. Còn ví dụ như những cái dòng mà Kawasaki Z đó, thì chúng ta sẽ tháo bình xăng hoặc tháo bầu lọc gió ra. Nó cũng vẫn tương tự như vậy. Và ngay chỗ mà cái ống mà dẫn xăng á, cái chỗ mà có cái chốt đỏ hồi nãy của mình hướng dẫn cho các bạn á, thì hầu như là xe nào cơ chế cũng đều tháo giống như vậy. Ví dụ như là cái chiếc mà Yamaha R3 chẳng hạn đi, thì ngay chỗ đó cái ống nó không phải là cái ống mà từ bình xăng đi xuống mà đút vô cái ống mà cái đai đỏ hồi nãy mình chỉ đó, nó không phải làm bằng nhôm mà nó làm bằng mũ đó. Thì mỗi hãng thì nó làm theo mỗi một cách khác nhau đó. Còn cái hãng chiếc Z900 này thì cái phần mà đút vô cái phần mà cái ống màu đỏ đó thì nó sử dụng là bằng nhôm đó, cho cái độ bền này nó sẽ cao hơn cái hàng nhựa rất là nhiều. 18.000 cây rồi và mình chưa có bao giờ mà mở cái xe ra và rửa bên trong hết đó. Lý do là tại vì các bạn thấy là ở đây nó có những cái chốt, những cái dắt điện rất là nhiều. Rồi những cái phần này, nếu như mà lỡ mình đang rửa trong quá trình mình rửa mà nước nó vô tình nó lòn vào trong những cái đầu máy như vậy thì thật sự là không có tốt. Cho nên là mình hạn chế là mình tháo ra mình rửa. Và khi mà tháo ra rửa thì các bạn lưu ý là mình sẽ rửa bằng vòi nước bình thường, không có sử dụng vòi áp lực. Nếu như những cái phần này sử dụng vòi áp lực thì rửa rất là lẹ, nhưng mà nước nó vô tình là nó sẽ bắn vô, nó sẽ bung cái này ra, nó sẽ lủng những cái mà bịch bao của mình á, nước nó lòn vô thì các bạn trở tay không có kịp. Cho nên là muốn rửa chiếc xe bên trong như vậy thì chúng ta phải tháo ra đó và rửa bằng vòi nước thường thôi đó, nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Đối với những cái phần mà dây điện nồn nhiều mà lùng nhùng như vậy, chúng ta rửa bằng xà bông thường, bằng nước tay rửa tay thường thì nó sẽ lâu sạch hơn. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái chai mà Sonat Liner. Nhưng mà nếu mà mình hay đọc là Sonat xám
Tại vì cái chai nó màu xám, chúng ta sẽ xịt đều lên trên tất cả các vị trí mà dơ như vậy. Rồi chúng ta sẽ lấy nước xả lại, chà rửa xong rồi xả lại thì nó sẽ đen rất là đẹp. Đó. Nó không có ảnh hưởng tới những cái dây điện hay là những cái chi tiết của xe của mình. Tại vì nước đó là chuyên dụng dùng để rửa những cái phần giống như vậy. Mở buri thì lúc trước đó mình có thay buri ở lúc khoảng 10.000 cây. Thì buri mình thay cũng là buri ở bên Nhật đem sách tay về chứ không phải là buri ở hãng. Đó, thì mình có đem vào hãng mình thay thì hôm nay mình tháo ra mình cảm thấy là nó rất là lỏng. Tất cả bốn cái buri đều lỏng hết, mình không hiểu là do người ta ghét mình hay sao. Đó. Nếu như thật sự mà lỏng á, mà lỏng ở con bên trái và con bên phải này thì mình có thể là chấp nhận được, còn ví dụ như hai cái buri ở giữa này lỏng thì rõ ràng đây là cái vấn đề mà người ta làm việc cho mình không có được đảm bảo. Lúc trước thì mình không có tự hai buri được các bạn, tại vì á buri phân khối lớn này nó nằm sâu bên trong cái đầu máy, chúng ta không phải là mở giống như là xe Accenter hay là xe Winner chúng ta dễ tháo, nhưng mà đối với những cái dòng xe mô tô á, thì chúng ta phải sử dụng cái cây như vậy đó, đúc nó xuống dài khoảng qua cái đầu này chúng ta sẽ mới mở được. Cho nên là lúc trước mình không có tự thay buri được. Rồi hôm nay thì mình tháo ra, mình thay buri khác luôn. Đó, mình dặn cứng cáp ngon lành đàng hoàng. Các bạn đừng có lo cái vấn đề mà mình dặn buri bị quá lực hay này nọ. Tại vì hồi nãy mình có dặn đó, thì nó vừa vô cứng đó là các bạn cảm thấy là nó cứng tay rồi. Chúng ta không thể nào mà siết vô mà nó quá lực được hết á. Cho nên là chúng ta dặn là nó an toàn chứ không có phải là nó bị sợ bị quá lực nha. Sau khi mà mình vặn buri đồ ngon lành cứng cáp rồi thì chúng ta sẽ sử dụng hai tay, chúng ta ấn cứng xuống, các bạn sẽ nghe rắc 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 xuống là nó đã vô cứng. Còn nếu mà các bạn mà nhấn xuống như vậy bình thường nó vẫn chưa có cứng. Do hôm nay thì rảnh đột xuất cho nên là không có mua được cái lọc gió để mình thay, cho nên là đành phải vệ sinh nó lại bằng cách là xịt bụi. Thì xịt bụi lọc gió này á thì nó cũng phải có một cái cách xịt bụi, đó là chúng ta sẽ xịt từ ở cái mặt này qua bên đây. Lý do tại sao không xịt từ bên đây, tại vì á bên đây là cái mặt mà hút gió vô thì những cái dơ nó sẽ cản lại đây. Nếu như chúng ta xịt từ ở cái mé bên đây mà qua đây á thì vô tình là làm cho bụi nó sẽ lòn qua bên đây luôn, nó sẽ lòn qua vị trí sạch luôn. Cho nên các bạn sẽ xịt là xịt từ ở mé sạch để cho cái mé dơ này nó bay ra đó. Mình đi tới những cái chỗ mà người ta hay vệ sinh lọc gió, ngay cả hãng Yamaha, Honda đâu hoặc là Kawasaki đâu á, thì thường thường người ta xịt từ đây nè, người ta xịt đó, người ta không chú ý cái vấn đề đó thì vô tình thì bụi nó sẽ lòn qua được ở bên cái phần mà sạch này của chúng ta luôn đó, nó sẽ làm hư cái lọc gió. Lọc gió này thì nó cũng tới dữ lắm rồi, nhưng mà bây giờ chưa có lọc gió mới cho nên là đành phải vệ sinh sơ để xài lại. Rồi khi nào mà mình mua được lọc gió mới thì mình gắn vào mình xài đó. Khi mà các bạn mà xài cái lọc gió mà nó dơ á, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái xe của mình nó không có được vọt, nó ì và nó hao xăng hơn nha. Nó lưu ý vấn đề này. Những cái chỗ mà nó có bụi nè, các bạn thấy những cái bụi như vậy thì chúng ta sử dụng khăn chúng ta lau đi đó, để khi mà chúng ta xịt đó, nó không có bay tùm lum, thì vô tình nó sẽ dính vòng vòng ở mé bên cái chỗ mà sạch. Thì khi mà dính vào chỗ sạch này á, mà mình nổ máy lên nó sẽ hút bụi vào trong cái động cơ mình, nó sẽ gây là hao mòn động cơ nha. Video clip đến đây cũng là đã kết thúc rồi. Ví dụ như mà các bạn nào mà trong cái quá trình làm mà không biết cái gì đó, có thể là comment phía dưới hỏi mình hoặc là liên hệ với số điện thoại là 0163 250 8102. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Các bạn cứ mạnh dạn tháo chiếc xe mình ra và tự xử lý những cái đơn giản như vậy. Đây, sau khi mình đã ráp lại cái hộp lọc gió, và các bạn ráp xong rồi, các bạn sẽ gắn những cái dây đồ vô lại hết trên cái bộ lọc gió này. Chúng ta phải tháo luôn cái chắc ở ngay chỗ bọc gió nha. Cái này là cái cảm biến nhiệt độ ở trong bộ lọc gió. Đây, ở vị trí này thì nó có hai cái miếng bát, mình gắn lại để giữ cố định cái ECU. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là ráp cái bình xăng lên. Thì chúng ta chỉ cần mà để cái bình xăng lên trên đây,
Sau đó chúng ta sẽ bắt mấy con ốc ở đây, cái đai giữ ốc đây, và vị trí ở trên cổ để giữ bình xăng ở phía trên này nữa. Vậy là chúng ta đã ráp thành công cái bình xăng rồi. Đó, rất là đơn giản. Các bạn cảm giác là nó hơi khó, nhưng mà khi mà mình làm thì các bạn coi những video clip này rồi, các bạn sẽ tự động biết là mình cần phải làm những cái gì. Đó, khi mà các bạn cảm thấy là những cái phần nào mà nó khó quá thì bạn có thể là coi video clip. Đó, sau khi mà mình mở xong, bây giờ mình đã vệ sinh lau chùi sạch sẽ bụi bặm rồi. Đó, gắn lên lại và tận hưởng thành quả thôi. Khi mà các bạn mà tháo cái bình xăng này ra rồi á, rồi mình gắn bình xăng cỡ vô á, thì mình lưu ý là mình gắn hai cái ống này nè. Nó cũng không quan trọng gì lắm đâu, nhưng mà mình phải gắn vô trước. Sau khi mình gắn hai này rồi á, mình sẽ tắt mở chìa khóa vài lần đi, để cho xăng nó bơm đều vô trong mấy cái phần mà kim phun, rồi chúng ta mới nổ máy lên. Sau khi mà mình thay buri với lại vệ sinh lọc gió rồi á, thì Ganti nghe đều hơn rất là nhiều. Đó. Mùi xăng mà từ mình đứng phía sau bô á, thì mình nghe là cực kỳ hấp luôn. Đó, cái mùi xăng ra rất là ít. Đây là bạn nào mà muốn mua buri cho xe Z900 thì có thể là liên hệ mình nha. Một hộp như vậy thì là 4 cây buri. Cho hai đủ cho một chiếc xe Z900. Đó. Để tháo được buri tại nhà thì cái này thì nó hơi khó một tí xíu. Ở các bạn sẽ không có cái đồ mà mở buri. Do vậy là mình nhận thay buri tại nhà luôn cho bạn nào mà muốn thay buri nha. Đó. Dòng Kawasaki Z900. Bây giờ thì mình chỉ cần việc gắn lại những cái ốp lại là đã xong rồi. Đó, khá là đơn giản. Tầm khoảng 8.000 10.000 cây thì mình nên kiểm tra lau chùi buri lại một lần. Vệ sinh nó bằng dung dịch mà vệ sinh buri. Để chúng ta có một chiếc xe mà nó hoàn hảo nhất. Ngoài mà mình chú ý về mặt nhớt thì buri lọc gió cũng như những cái phần khác trên xe như là bạc đạn bánh trước, bạc đạn bánh sau, dây con, dây ga đồ mình phải tra dầu mỡ vô trong cái quá trình mình sử dụng mà tầm khoảng 10.000 cây thì mình nên chú ý theo dõi những cái mình mới vừa kể ra cho các bạn đó. Buri lọc gió thì mình có thể là mình thay luôn, còn không thì mình sẽ vệ sinh sơ, mình sử dụng thêm vài ngàn cây nữa rồi mình thay. Còn buri thì các bạn có thể là đi, nếu mà đi cái buri tốt như vậy thì có thể là đi tầm khoảng 25 30 ngàn cây gì đó mình mới thay cũng được.
Đó, tuy nhiên thì mình nhập về buri được cho nên là mình thay sớm hơn đó, để cho cái buri của mình lúc nào nó cũng mới hết. Bây giờ thì đã ráp xong hoàn toàn chiếc xe 100%. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị chạy một vòng để thử chiếc xe là có khác biệt gì hay không.